Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện do một bạn nữ gửi về chương trình. Bạn chính là nhân vật và bị xảy ra những cái vấn đề tâm linh trong câu chuyện bạn gửi về. Thì qua câu chuyện này thì mình mong nói trước là các bạn đừng có ném đá hay là có những cái lời quá là thô tục dành cho bạn nữ, tại vì bạn là biết quay đầu. Mặc dù trước đây bạn có những điều sai, thì bạn này á xin giấu tên, bạn sống ở Gò Vấp. Thì năm 19 tuổi là bạn có quen một người bạn trai. Thì cái tiêu chí chọn bạn trai của bạn này á là đẹp trai, cao đẹp như người mẫu. Thì bạn được như ý nguyện, một cái người y như như hình ảnh mà bạn muốn, thì quen bạn. Nhưng mà anh này á, ảnh nhà rất là khó khăn, và cũng khó khăn như là bạn này luôn. Hoàn cảnh bạn này cũng rất là khó khăn. Gia đình thì ba mẹ bán rau đó, ba mẹ bán rau, và nhà có ba người con. Thì bạn là người chị cả, đến cái người em thứ hai, và người em út là người em trai, thì là đều đi học. Chỉ riêng bạn này là ra trường, là bạn này là không có đi học tiếp đại học, mà xin đi buôn bán quần áo tại một cái shop. Thì khi mà quen được người bạn trai một thời gian á, thì bạn nữ này mới nhận ra một vấn đề. Cái vấn đề là yêu đẹp chưa đủ, là phải có cuộc sống để mà lo lắng nghề nghiệp ổn định, lo lắng cho gia đình, cho tương lai của cái tình yêu này. Thì chính vì vậy mà bạn cũng khá là phớt lờ cái mối tình này. Lúc đầu thì mặn nồng, mà lúc sau thì bạn cảm thấy người bạn trai của mình không có lo được cái đời sống cũng như là vật chất cho bạn. Rồi thêm một phần nữa là bạn đi xin vào một cái nơi, cái shop bán quần áo dành cho người trung niên, nhưng mà là đồ hiệu. Thì cái ông chủ ở đây là một người nói chuyện rất là có duyên, cho nên là thu hút rất là nhiều những cái người bạn bằng tuổi ổng, là khoảng 40 mấy, 50 mấy tuổi, tới để mua đồ. Thì những cái người này tới, họ cũng thích cái nét đẹp của những cô nhân viên ở đây. Thì trong đó có bạn nữ mà cô của mình đang kể chuyện đó. Thì bạn nữ của mình sau nhiều lần tiếp xúc nói chuyện những cái ông này, thì bạn nữ này nhận ra một vấn đề là lấy chồng nên lấy cái người ở cái tuổi trung niên chút xíu, hơn mình ít nhất là 3-4 tuổi, để đủ cái kinh nghiệm để mà dạy mình trên đường đời. Mà bạn nữ này thì càng ngày càng bị lún sâu vô cái thế giới của người có tiền. Tại vì bạn làm ở trong một cái shop bán đồ trung niên mà đồ hiệu, là tất nhiên những người tới mua là rất là nhiều tiền. Thì họ đã lớn tuổi rồi, sự nghiệp đã ổn định. Và nhiều lần là họ ngỏ ý, họ mời cả cái tiệm này đi ăn. Đi ăn nhà hàng, ăn sang, ăn những món ngon. Thì cái bạn này trước cái sự cám dỗ đó, bạn này bắt đầu coi thường người bạn trai của mình. Tại vì anh này chỉ là một người phục vụ thôi, lương không có bao nhiêu. Tất nhiên là cao ráo, đẹp trai như người mẫu. Nhưng mà bây giờ ảnh tuổi đời ảnh còn trẻ quá, trẻ cũng như cái bạn nữ này, cho nên ảnh không thể nào ảnh kiếm ra tiền. Thì ngay cái giây phút mà cổ muốn thoái lui, có nghĩa là cổ muốn nói lời chia tay, để mà cổ tìm một mối tình khác, để mà vững chãi, để có thể chu cấp vật chất tiền bạc, để mà lo cho gia đình của cổ, những đứa em của cổ và bản thân của cổ, thì anh này lại ngỏ lời trước là ảnh nói nếu như mà cổ đợi được ảnh thì hãy đợi, còn không thì chia tay đi. Ảnh sẽ lên một con thuyền hàng hải để mà đi kiếm tiền. Thì con thuyền này á, một năm nó sẽ đi vòng quanh giống như trái đất vậy đó, đi vòng quanh, và ảnh làm phục vụ bếp trên con thuyền đó. Thì hình như là một năm hay nửa năm ảnh được về nhà một lần, hay là đi 1-2 năm gì đó thì Tân không có biết rõ. Theo chị, cái cô này kể không có rõ ràng về vấn đề này. Thì cổ nghe đến đây cô cũng mừng, nhưng cổ suy nghĩ, bắt đầu có tính toán. Vậy thì ảnh có khả năng ảnh định cư được ở một nước nào đó, tại vì ảnh đang đi được hợp pháp mà, ảnh lao động mà, ảnh hợp pháp mà, ảnh đi qua rất là nhiều nước, thì ảnh sẽ tặng rất là nhiều quà đồ hiệu của nước đó về cho cổ. Mà mức lương của một cái người đi phụ việc bếp trên một con tàu hàng hải lớn thì cũng rất là cao. Cho nên là cổ ngưng, cổ không nói lời chia tay, mà cổ suy nghĩ trong đầu là cổ sẽ lựa chọn, có nghĩa là bắt cá hai tay. Thì nếu như anh này đi nước ngoài, đi làm việc có nhiều tiền và có tương lai, hoặc là định cư tại nước ngoài, thì cổ chọn anh này. Dẫu sao nó từng yêu nhau rồi.
Còn ở Việt Nam, nếu như cổ chọn được một người giàu có và có tiền bạc thì cổ sẽ chọn người ở Việt Nam. Vì cổ là con gái đẹp mà cổ có giá. Đó, thì cổ suy nghĩ trong đầu của mình như vậy. Thì anh này đi được 1 năm, 2 năm. Ở đây thì cổ chưa quen ai, cổ vẫn tí ta tí tởn, sống cuộc sống tự do. Sau bao nhiêu lâu yêu nhau, ràng buộc, thì đến năm thứ 3 cổ mới bắt đầu cổ quen một cái người lớn hơn mình, là khoảng 10 tuổi. Thì cái người này quá là vững chãi, tất nhiên là vững chãi, và lo được cái cuộc sống cho cổ. Chính vì vậy mà cái người này coi như là lo hết từ A đến Z. Nhà thì giàu có, thì dẫn cái cô này quyết định ngỏ lời cưới. Thì khi mà ngỏ lời cưới một lần nữa, cái cô này mới suy nghĩ đến cái người kia và gửi một cái giống như một cái mail cho anh này. Tại vì đâu biết ảnh dừng lại ở đâu, ảnh có wifi, có kiểm tra hay không. Thì gửi một cái mail và hỏi ảnh là bao giờ trở về. Thì cái mail đó không được hồi âm một thời gian khá dài. Cô này bên này cũng không quan tâm, tại vì có tình yêu mới rồi. Và cổ mới thấy anh này không trả lời một thời gian quá dài, cổ nghĩ là anh này cũng đã chán, không muốn cái tình yêu này nữa. Thì cổ mới làm một động thái là cổ giả bộ, cổ thất vọng về anh này để cổ chia tay, là cổ được an toàn. Người đời hay là bạn bè hay là gia đình không nói cổ là người phụ bạc, mà nói anh này là người vô trách nhiệm, cho nên cô này đi theo người khác là chuyện bình thường. Không, các bạn thấy cổ tính toán như vậy. Thì khi mà cổ quyết định đến ngày cưới, thì khi hai bên làm lễ cưới với nhau, rồi đến với nhau trăm năm hạnh phúc, thì cổ về nhà chồng. Về nhà chồng được một năm thì hai người mới quyết định là muốn có em bé. Thì lúc này cái tin tức về người bạn trai cổ hoàn toàn biến mất. Thì trước khi quyết định có em bé, cổ mới soạn một số đồ cũ do anh bạn trai cũ tặng mình ra để mà chi thanh lý, kiếm tiền lại. Cũng là đồ có giá trị mà, đâu có ngu gì mà đem đi dục, đúng không? Thì trong đó có một chiếc nhẫn vàng, nhưng mà trên đó có một viên kim cương. Mà một người yêu cô này, cái người cũ yêu cô này đến mức mà dám lấy hết gia tài của mình trước khi đi lên tàu hàng hải đi. Hết số tiền, tất cả số tiền dành dụm bao nhiêu năm là rất là mắc. Khoảng 30 mấy triệu để mua một viên kim cương và một cái nhẫn nhỏ để mà tặng cho cô này. Thì cô này cổ biết đây là viên kim cương thật, cho nên là cổ mới đi vào ở trong cái tiệm cổ bán. Nhưng mà khi bán thì đầu tiên cổ bị lỗ tiền. Tiền là tiền nhẫn và tiền hộp. Tiền hộp lỗ riêng, tiền nhẫn lỗ riêng. Nhưng mà bị kẹt một cái là phải có chữ ký của cái người mua. Tại vì cái anh này anh mua anh đăng ký tên ảnh. Mà bây giờ cái người đó không đồng ý thì người ta không chấp nhận, người ta thâu lại. Thì cô này mới đem đi về ra chợ đen bán. Ra chợ đen bán thì nó quá lỗ, cổ tiếc. Thì cổ bắt đầu cổ đeo chiếc nhẫn này lên tay. Tại dẫu sao thì cũng không ai biết, mà người chồng của cổ cũng đã biết cái quá khứ của cổ là có một người bạn trai như vậy. Thì người chồng bây giờ cổ đâu có ghen, thì đeo đẹp đeo thôi, cũng không ghen, thì mới đeo chiếc nhẫn đó lên. Thì sau đó là cả hai, cô này với chồng của cô này mới đi khám sức khỏe. Đáng lẽ ra trước khi cưới phải khám sức khỏe, và sau khi cưới nên khám. Thì hai người này ỷ lại sau đó không khám. Thì khi khám sức khỏe, bác sĩ mới nói là cô này không có khả năng sinh con. Thì lúc này do bệnh lý thôi, chứ không phải là do bất cứ chuyện gì riêng, mà do bệnh lý cơ thể riêng, cô này không có khả năng sinh con. Thì lúc này cái tình cảm hai vợ chồng lục đục. Cái ông này ông lấy để ông có con nói dõi tông đường. Mà ông nghĩ rằng là tại sao cô này không có khả năng. Thì cô này bắt đầu buồn bã, buồn bã mệt mỏi. Thì một ngày khi cô này ngủ, cô này mới thấy cái người chồng của mình á. Tại bình thường sau cái lần đi khám đó là người chồng bắt đầu hụt hạt, nói chuyện cọc cằn với cô này rất là nhiều. Và hai bên giống như là ngày nào cũng cãi nhau hết. Ông này cũng bực mà, ông lấy một người vợ về mà ông không sinh con được chồng, ông bực. Thì đó, thì một cái ngày, cái ngày hôm đó tự nhiên người chồng hoàn toàn khác so với bình thường. Cái người chồng đi làm về tắm rửa, sau đó bận đồ. Mà bận đồ thì cũng không bận giống như ngày bình thường, dù bận pyjama hay là gì đó thì chỉ bận cái quần sọt thôi, cởi trần. Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc á thì cười, một lúc thì suy nghĩ, suy ngẫm. Thì cô này cũng nghĩ là chắc chồng mình đang buồn, đang lẩy mình đó, lại dằn vặt mình nên cổ không quan tâm. Nhưng một lát á, thấy ông này lại đứng dò đầu bứt tóc, rồi sau đó
ổng bỏ cái gì đó vô trong cái thùng rác ở dưới gầm giường, rồi ổng leo lên giường ổng nằm. Ổng nằm thì ổng quay qua ổng nói chuyện với cô này rất là nhỏ nhẹ, đàng hoàng, nâng niu từng chút một, khác với cái hành động mỗi ngày của ổng. Thì đêm hôm đó hai người có ngủ với nhau. Và sau khi ngủ với nhau được một thời gian thì tự nhiên cô thấy cơ thể của mình thay đổi, giống như một người đang có bầu. Và cô ói lên ói xuống, rồi cô mệt mỏi rồi các kiểu, bụng thì ngày càng to ra. Thì cô mới bắt đầu nói gia đình, và ông này ông cũng mừng. Thì thực sự ổng là cái người có quan hệ cô này vào khoảng thời gian đó, thì chắc chắn là ổng cổ đâu đi đâu nữa. Thì đi siêu âm á, khi mà đi siêu âm lần đầu tiên thì lại siêu âm ngay tháng thứ 3. Thì vô siêu âm bác sĩ mới nói là đây là hiện tượng bị đầy hơi, bị khí gì trong bụng đầy hơi, chứ không phải là hiện tượng có thai. Nhưng bản thân cô này thì cảm nhận rất rõ có thai lớn ở trong cơ thể của mình, có sự sống. Thì bác sĩ đã khẳng định cô này không sinh con được. Mà ông này thấy bà cái cô này bị những hiện tượng như vậy á, bắt đầu hức hủi và trả cổ về lại gia đình ba mẹ của cổ, ba mẹ ruột. Thì cổ phải về gia đình ba mẹ ruột và cổ dưỡng cái bào thai đó. Thì ba mẹ ruột rồi hàng xóm rồi gia đình bạn bè đều khuyên hết là nên đi khám bác sĩ triệt để chữa coi sao. Nhưng mà bây giờ có chữa cũng không có hết, ngày nào nó cũng như vậy. Thì cổ mới buồn quá, cổ không biết cổ bị cái gì. Cổ không biết là cổ bị cái gì và cổ giống như là cổ bị stress, cổ chịu không nổi. Thì gia đình rồi tiếng dèm pha, chồng thì bỏ, tại vì nghĩ mình bị bệnh gì đó, bị bệnh nan y gì đó, người chồng mới không lo lắng. Thì cổ mới lên chùa mấy bạn, cổ lên chùa cổ xin tá túc, xin tu. Thì khi lên chùa cổ kể toàn bộ cái câu chuyện đó cho cái người sư là Nico, sư là Ni, sư bên nữ đó. Thì cái người sư chủ trì á, mới nói là đâu con vào trong này đi, rồi con uống giùm cho sư thử cái bát nước này. Thì coi cái tình hình mấy ngày sau đó nó có đỡ hay không. Thì khi đưa bát nước uống á, thấy rất là mát, uống đến đâu thì mát đến đó, cổ mát, rồi phổi mát, rồi vô bao tử mát. Dần dần thấy bụng nó xẹp xuống mấy bạn, thấy cái bụng nó xẹp xuống. Và hàng đêm á, là cảm thấy bớt khó chịu, chướng khí trong người. Thì sau khi nó xẹp xuống á, phải gần như là 80%, thì cổ mới hỏi cái người sư đó là cổ như thế nào. Thì người sư đó nói á, là như vậy, là cô này là bị một cái duyên âm, là người cũ đi theo. Và người cũ của cổ á, bị chết ở nơi xứ người, là do cái khí hậu không có hợp cho nên đã chết nơi xứ người. Và cái linh hồn được đón về nhà rồi mà cô này không biết. Thì cái linh hồn đó nó nhảy vào chiếc nhẫn kim cương mà cô này đeo trên người. Cho nên á, cái hình ảnh mà cái người chồng mà đêm hôm đó có sự khác biệt đó, là cái người chồng đó là bị nhập do cái anh bồ cũ nhập vô trong người để mà quan hệ. Để mà quan hệ thì cái nhúm cái cục gì đó mà dục vô cái thùng rác á, thì cô này mới sực nhớ ra sáng hôm sau có đi dọn rác, thì mới nhìn thấy trong thùng rác có một nhúm tóc, mà nhúm tóc này giống như là có máu, mà cổ không có hiểu là bị cái gì. Thì sau đó mà khi mà nghe toàn bộ sự việc này á, sau đó rất là may mắn là khi gặp cái vị sư này đã cắt giùm cái duyên âm và giúp để thải cái bào thai đó ra khỏi, tại vì cô đang mang thai của quỷ chứ không phải mang thai của người bình thường, là cổ đã có sự ưng ái với cái linh hồn đó và cổ mang thai. Cho nên nó trái ngược lại với quy luật của tự nhiên. Nó không phải là cái người mang thai bình thường hay là bị bất cứ một cái bệnh nào, mà rõ ràng cái bào thai ngày càng lớn. Cho nên là vị sư nó mới phải dùng một loại nước thánh cổ riêng trong cái giới tâm linh đó để mà thải ra bên ngoài, để mà giúp cô này đoạn tuyệt với cái thế giới của người âm. Thì người sư này nói nếu như con vô đây trễ, để cái bào thai nó lớn hơn nữa, mà đến lúc mà phải xạ sinh nó rồi, là con cũng đi theo luôn, là con trở thành mẹ và là vợ của cái người đã mất đó. Thì sư mới khuyên là nếu chiếc nhẫn này á, mà không có con không còn luyến tiếc nữa, thì con nên cho hoặc là bán đi làm từ thiện, làm công đức đi. Thì cái cô này đi bán ở chợ đen các bạn, thì bán không được bao nhiêu hết, mà lúc này cổ không còn tiếc số tiền nữa. Cổ bán mà cổ đi làm công đức, cổ xây chùa và cổ đưa hết số tiền cho từ thiện. Cổ không phải là cổ đưa cho vị sư đó, vị ni sư đó, mà là cổ đi làm từ thiện ở những chùa khó khăn mà vị sư đó biết,
và chỉ cổ tự tế, cổ làm từ thiện bao nhiêu là tùy tùy hỷ. Và sau đó cổ về sống lại với cuộc sống bình thường với gia đình ở bên mẹ mình và ly dị với người chồng hiện tại của cổ. Và bây giờ cổ không có còn thiết tha gì lấy chồng sinh con nữa, mà cổ đang trong quá trình muốn tu tập để mà đi tu và đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài và trở thành một con người theo đường tu. Vì cổ đã thấy được cái nghiệp của mình gây ra và những cái chuyện về tâm linh mà cổ phải hưởng ứng phải về ở cái lòng tham, rồi cái sự sân si, rồi cái sự đòi hỏi vật chất mà không phải do mình làm ra. Thì qua cái câu chuyện này, Tân thấy cô này đáng thương hơn là đáng ghét. Thì Tân mong các bạn đừng có những cái lời chửi bới tội cổ. Tại vì thực sự khi các bạn trong một cái giai đoạn khó khăn, các bạn rất khó suy nghĩ cho cái hạnh phúc tương lai của mình. Đôi khi các bạn nghĩ những cái điều xấu để các bạn nhanh chóng có tiền, và đa số là như vậy. Rồi khi các bạn có một chỗ dựa vững chắc rồi, nhưng mà các bạn không biết để có được cái chỗ dựa đó, các bạn đã hại bao nhiêu lòng tin của bao nhiêu con người, bao nhiêu bạn bè để các bạn có được vị trí đó. Thì không ít người bị hận thù, bị ganh ghét. Cho nên cái gì cũng vậy, phải đi từng bước mà thành. Phải làm những cái gì đúng hãy làm, sai đừng có làm. Qua câu chuyện này các bạn thấy như thế nào thì cho Tân bình luận. Nếu thấy thích hãy chia sẻ, subscribe, rồi cho cái clip này được biết cho nhiều người biết tới, để ủng hộ kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai. Bye bye.